ăn mây chứ mây ăn mù cõi. Mù là mù ăn mây, mày ăn quá. Chửi rồi. Đúng rồi. Xin anh đừng quên bóng
Hạnh phúc, ấm no, và cầu gì được đó, an khang thịnh vượng.
cảm ơn đến các nhân hàng của chúng ta. Và cũng như chúc mừng đến với đại hội Thanh Nguyễn, một gương mặt thân quen của người Việt Nam chúng ta tại Rose Beach, với rất nhiều những cố gắng và được mang đến cho người những buổi tiệc như thế này, những đêm nhạc trong ngày Tết, mong muốn là chúng ta được xung vầy với nhau và cũng như là cùng phát triển. Cảm ơn em rất nhiều. Và hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều những phần quà đặc biệt cho quý vị. Đầu tiên thì chúng ta đi đến đây là có 5 cái thẻ, 5 cái coupon. Thì đúng hơn, mỗi một cái thẻ này thì giá là đến 1.000 đô, đến từ công ty Dumas tặng 5 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1.000 đô. Với chiếc này quý vị có thể đến gặp đến thẩm mỹ viện Lumas để đẹp như là căng da mặt, tái tạo da, hết nám và không cần phẫu thuật.